Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bản tin đặc biệt ngày hôm nay. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ít nhất 47 người đã không qua khỏi do mưa lớn gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ngày 21 tháng 6, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết có thêm ít nhất 38 người được xác định là đã không qua khỏi tại thành phố Mai Châu. Trước đó, có thông tin 9 trường hợp cũng được ghi nhận là đã qua đời tại đây. Giới chức Trung Quốc cho biết mưa lớn liên tục kéo dài từ ngày 16 đến 18 tháng 6, gây lở đất và lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực. Giới chức Trung Quốc đã phát đi cảnh báo lũ lụt sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực khác trên cả nước. Trong khi đó, công tác tìm kiếm những người còn sống sót sau lũ đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. CCTV cho biết do tính chất nghiêm trọng của thiên tai, việc tìm kiếm và giải cứu những người còn bị mắc kẹt do lũ lụt là rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Cũng theo CCTV, hiện vẫn còn 55.000 người và hàng nghìn căn nhà và đường xá bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do đợt thiên tai lần này đối với huyện Tiểu Lĩnh ước tính khoảng 3,65 tỷ nhân dân tệ, tương đương 503 triệu đô la Mỹ. Con số này ở huyện Mai Huyện là 1,06 tỷ nhân dân tệ, tương đương 146 triệu đô la Mỹ. Một con đường dẫn vào huyện này bị sập hoàn toàn, trong khi sông Tùng Nguyên trải qua đợt mưa lũ lớn nhất trong lịch sử. CCTV đánh giá đợt mưa lũ kinh hoàng ở Quảng Đông lần này là trăm năm có một, bởi đây là đợt thiên tai lớn nhất mà khu vực miền Nam Trung Quốc phải đối mặt kể từ khi có ghi chép chính thức trong lịch sử về các đợt thiên tai tại Trung Quốc. Nhiều khu vực khác tại Trung Quốc cũng đang đối mặt với mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt trong vòng 24 giờ qua. Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo tới một vài tỉnh ở miền Nam và một số khu vực phía Bắc nước này. Cụ thể, các tỉnh Hồ Nam, An Huy và Hồ Bắc có thể hứng chịu những cơn mưa có lượng mưa lên tới 50mm đến 80mm chỉ trong vòng một ngày. Tuần trước, các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Tây cũng phải đối mặt với lở đất và lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Rạng sáng 21 tháng 6, theo thông tin từ người dân, một người đàn ông làm nghề lái xe ôm công nghệ đã bị hai đối tượng tấn công, hòng cướp tài sản. May mắn, lái xe ôm công nghệ kịp vùng bỏ chạy, hô hoán nên chỉ bị thương, còn hai đối tượng đã chạy trốn khỏi hiện trường. Diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Theo hình ảnh từ camera và thông tin người dân miêu tả, thì sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 6 trên tuyến đường qua Búa, xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên. Vào thời điểm này, một xe máy chở theo hai người đi đến đoạn đường trước cổng nhà dân vắng vẻ thì dừng lại. Sau đó có tiếng chi hô cướp và có hai đối tượng bỏ chạy. Khi chủ nhà chạy ra thì được người còn lại ở hiện trường kể lại sự việc vừa bị cướp tấn công nhằm cướp xe và tài sản. Người lái xe ôm sau đó được người dân đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu vết thương ở cổ. Sự việc cũng được thông báo lên chính quyền và cơ quan công an địa phương. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng xã Ngọc Lâm đã cùng với người dân vây bắt được một trong hai nghi phạm. Ông Nguyễn Hữu Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lâm cho biết, hiện phía cơ quan công an xã và công an thị xã đang điều tra và truy bắt đối tượng còn lại. Theo ông Hoan, vụ cướp xảy ra trên địa bàn, sau đó một đối tượng bỏ chạy theo hướng cánh đồng, hiện chưa tìm thấy. Đối tượng còn lại bỏ chạy vào trong làng bị người dân và công an xã bảo vệ nên đã chủ động đầu thú. Bước đầu đối tượng khai sinh năm 2008 ở Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương. Giữa đêm khuya, các đối tượng đã thuê xe ôm công nghệ từ bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi về Hưng Yên, sau đó đi vòng vòng đến quãng đường vắng thì ra tay. Ông Hoan nói, may mắn người lái xe ôm đã kịp thời hất con dao các đối tượng kề trên cổ nên chỉ bị xây sức nhẹ. Liên quan đến vụ việc hai chuyến bay tại phân khu 1, Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh bị cảnh báo xung đột ngắn hạn STCA do lỗi không lưu. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam VATM cho biết đã nhận được báo cáo sơ bộ của Công ty Quản lý bay miền Nam. Theo đó, sau khi hệ thống quản lý không lưu ATM phát tín hiệu cảnh báo, kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan, đồng thời các tổ lái cũng thực hiện phòng tránh, đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Ngay khi sự việc xảy ra, kiếp trực đã có báo cáo, Công ty Quản lý bay miền Nam đã tạm thời đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. VATM đã lập tức thành lập tổ điều tra xác minh nội bộ do trưởng ban an toàn chất lượng làm tổ trưởng để làm rõ nguyên nhân sự việc. Đại diện VATM thông tin, tổ điều tra đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Quản lý bay miền Nam. Khi nào có kết quả chính thức, bộ phận chức năng sẽ chính thức thông tin theo quy định. Đại diện VATM nhấn mạnh, doanh nghiệp luôn xác định điều hành bay an toàn, hiệu quả cho tất cả các chuyến bay là mục tiêu hàng đầu. VATM luôn chủ trương, không ngừng nâng cao năng lực và đảm bảo chất lượng dịch vụ bay.
Trước đó, sáng ngày 19 tháng 6, đã xảy ra sự cố không lưu giữa chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Lạt và một chuyến bay khác từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa tại không phận ACC Hồ Chí Minh. Cụ thể, kiểm sát viên không lưu đã cấp huấn lệnh cho máy bay từ Hà Nội đi Đà Lạt xuống mực bay 300 và sau đó huấn lệnh xuống mực bay 340. Tàu bay xác nhận. Cùng thời điểm, máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa thiết lập liên lạc với phân khu 1, báo cáo đang bay thẳng duy trì mực bay 330. Kiểm soát viên không lưu nhận dạng máy bay và yêu cầu duy trì mực bay 330. Tàu bay xác nhận. Kiểm soát viên không lưu sau đó tiếp tục cấp huấn lệnh cho từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa tiếp tục xuống mực bay 240 và tàu bay xác nhận lại lần hai. Tuy nhiên, màn hình ATM đã xuất hiện cảnh báo STCA, cảnh báo xung đột ngắn hạn. Kiểm soát viên không lưu đã lập tức cấp huấn lệnh cho từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa duy trì mực bay 340 sẽ trái và cấp huấn lệnh cho tàu bay từ Hà Nội đi Đà Lạt sẽ phải. Sau đó, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa xác nhận đã nhận được huấn lệnh xuống mực bay 240 trước đó. Cuối cùng, màn hình ATM hết cảnh báo STCA. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ, bảo đảm hoạt động bay trong toàn bộ vùng trời chủ quyền trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và tại tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước. Với quy mô cung cấp dịch vụ trên diện tích hơn 1 triệu km2, phạm vi hoạt động trải dài trên hơn 30 tỉnh, thành phố của cả nước, trực tiếp cung cấp các dịch vụ, bảo đảm hoạt động bay trên 35 đường hàng không nội địa và 36 đường hàng không quốc tế. Đặc biệt, FIR Hồ Chí Minh có các đường hàng không với mật độ bay cao, giữ vị trí quan trọng đối với hoạt động bay trên khu vực Biển Đông. Xác định điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quả cho tất cả các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm là lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cốt lõi. VATM chủ trương không ngừng thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ không lưu thông qua việc đổi mới, cải tiến phương thức điều hành bay. Cùng đó, tối ưu hóa tổ chức vùng trời, áp dụng công nghệ điều hành bay tiên tiến tại các sân bay có mật độ hoạt động bay cao, cũng như tích cực học tập, hợp tác với các cơ quan tổ chức nước ngoài để nghiên cứu tối ưu hóa vùng trời và phương thức bay tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của hàng không trong nước và quốc tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đang tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 11 bệnh nhân bị tai nạn giao thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vào sáng ngày 21 tháng 6. Khoảng 4 giờ 40 sáng ngày 21 tháng 6, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe khách và một ô tô tải. Hậu quả, vụ tai nạn làm 11 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ chở nhiều người trong một gia đình ở Tiền Giang đi du lịch Nha Trang. Khi xe khách 16 chỗ lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ hướng miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh, đến đoạn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang và chạm với hai ô tô khác lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông cao tốc có mặt tại hiện trường và đưa 11 người bị tai nạn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Trong số các nạn nhân có bé trai VF John 5 tuổi bị thương ở đùi. Các nạn nhân khác chấn thương đai cổ cứng, đa chấn thương. Đội ngũ y bác sĩ sử dụng tất cả các biện pháp để giảm đau, cầm máu, cố định các vết thương cho các nạn nhân. Hiện sức khỏe các nạn nhân đều ổn định và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Sáng 21 tháng 6, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã đến chúc mừng, thưởng nóng cho công an thành phố 100 triệu đồng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả đặc biệt lớn tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám phá thành công chuyên án sách giáo khoa 192, triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn tại thành phố Đà Nẵng do Lê Duy Quang, 42 tuổi và Nguyễn Văn Ánh, 44 tuổi, cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa nêu trên, gồm Nguyễn Trung Luật, 43 tuổi, trú quận 12, Phạm Ngọc Quang, 47 tuổi, trú quận Gò Vấp và Phạm Thạch Kim Điền, 39 tuổi, trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tăng vật thu giữ gồm 1 triệu con tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bán thành phẩm trị giá khoảng 12 tỷ đồng cùng toàn bộ máy móc, vật dụng phục vụ sản xuất. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã thưởng nóng cho các đơn vị thành viên ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần.